những người đại kỵ với rau ngót. Như chúng ta đã biết, rau ngót có chứa rất nhiều tác dụng, ví dụ như là thanh nhiệt giải độc này, hạ huyết áp, giảm mỡ máu và có thể hỗ trợ điều trị tiểu đường nữa. Ngoài ra, rau ngót còn giúp giảm cân, trị nám này. Các bạn có thể nấu canh hoặc là ép lấy nước uống mỗi ngày nhé. Riêng đối với trẻ em thì có một số bài thuốc làm từ lá ngót sẽ giúp trị táo bón này, tè dầm này hoặc là đổ mồ hôi trộm nha. Và ngoài ra, rau ngót còn đại kỵ với một số người nha, ví dụ như là người cao tuổi này, khó ngủ hoặc là mất ngủ, chúng ta cũng hạn chế ăn rau ngót nhé. Nếu mà ăn thì chỉ ăn ít thôi và ăn chín, không có được uống nước ép nha. Đối với những bạn nào bị thiếu canxi hoặc là còi xương đó, thì chúng ta nên hạn chế ăn rau ngót, bởi vì rau ngót sẽ giảm hấp thụ canxi và phốt pho. Một tuần thì chúng ta chỉ nên ăn một lần thôi nha. Đối với phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong 3 tháng đầu thì chúng ta nên kiêng tuyệt đối không ăn rau ngót nha, bởi vì nó sẽ xảy ra hiện tượng bị co thắt tử cung và có thể dễ xảy thai nhé. Tuy nhiên, sau khi sinh xong thì các bạn lại nên ăn rau ngót nấu với thịt nạc nha, bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn là nhanh chóng hết sản dịch này và còn giúp cho các bạn lợi sữa nữa. Đối với một người có thể trạng bình thường á, thì một ngày chúng ta chỉ nên ăn 50g lá rau ngót và đặc biệt là không nên ăn liên tục 3 tháng để đảm bảo sức khỏe nha. Nên tin rằng sau khi xem xong video này á, các bạn có thể cân nhắc lựa chọn rau ngót cho thực đơn mỗi ngày của gia đình mình nha. Và đừng quên chia sẻ điều này đến với thật nhiều người để tất cả mọi người cùng biết mà áp dụng nhé. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.